Bây giờ mấy người tính sao đây hả? Cái quán này là cố ý đặt camera để quay lén trong toilet nữ đúng không? Chị, tràn lan trên mạng đó kìa, bây giờ tính sao đây? Chị ơi, hồi nãy anh của em cũng có giải thích với chị rồi, là trong nhà vệ sinh tụi em không hề đặt camera, chỉ có thể vô kiểm tra mà. Cái góc quay đó là góc quay của một thằng nào đó cầm điện thoại quay rõ ràng mà chị. Đúng rồi chị, cái góc đó là chỉ có biến thái quay thôi, chứ ở đây quán em sao mà làm mấy cái chuyện đó được. Thôi thôi mấy người đừng có chối, bỏ gì hết trơn á. Bây giờ tôi quay video tôi bóc mấy người lên mạng á. Bây giờ chị bình tĩnh lại đi. Bây giờ chị ít nhất cũng phải cho tụi em thời gian, cho anh em tụi em thời gian để tụi em điều tra, tìm hiểu xem thằng nào là thằng quay clip đúng không chị? Được, bây giờ tôi cho mấy người 3 ngày. Nếu mà trong 3 ngày vẫn còn im hơi lặng tiếng thì tôi đến đây tôi quậy nữa. Chừng nào làm cho ra lẽ thì thôi nha. Chứ đừng có tưởng mà muốn xúc phạm thì xúc phạm. Xin lỗi chị. Thằng chó là gì trời. Này, mở điện thoại lên coi camera coi. Đứa nào đi theo, chỉ cần biết thằng nào đi theo sau lưng bả là biết liền. Có đứa có thằng nào không? Nè, có bả với nhỏ gái nữa đi theo bả thôi sau lưng nè, chứ có ai nữa đâu. Nào ta. À, tự nhiên gì vậy tao? Tao đang nghi mày kìa. Gì? Tỉ nghi em? Bộ mặt em biến thái lắm hay vậy? Chứ mặt tao biến thái lắm mà. Không có biến thái gì mà phải giật giam. Đồng cảm kiến ra coi. Thôi xạ quá, lo đi kiếm giải quyết kìa. Đặt camera trong toilet đi. Cái gì? Cho ta có cớ người ta nói hay gì? Này, ở bàn đó rồi, nào vậy? Thằng đầu tiên là nó ấm nó rờm rờm á. Em nghĩ là nó nghiện á, thằng nó nguy cơ lắm nha. Không, thằng tóc vàng kế bên. Không. Còn lòng cuối cùng, để gì? Đầu đi sòm sòm, mặt mày tối hù à. Biến thái. Đây, biến thái mày. À, không có anh trai, không có anh trai. Em nói anh trai, khả ái. Không hề biến thái, khả ái. Khả ái, men đàn ông. Nói gì nói hết trời. Từng ngày cái clip bà kia bị quay lén post lên mạng, xong giờ quán không có khách nữ nào vô chứ. Sao mà điều tra được đây? Dở vậy. Phải nhắc tiền nhắc bạc là ngon à. Linh chứ. Cơ hội tới. Nhìn là biết đi. Dứt. À, mời chị ngồi. Dạ, quán được của anh em tụi em. Dạ. Trời ơi, anh đi mà nóng quá. Trời ơi, đẹp trai dữ quá trời. À, giọng chị hơi trầm ha. À không, à, bây giờ chị muốn uống gì ạ? À, cho chị cái nước ép dưa hấu đi, ngoài trời nóng nực quá. Uống cho nó mát lòng mát dạ đúng không ạ? À dạ rồi, yên tâm, có liền. Ê, lấy ly nước ép xong lấy luôn bình trà đá với cây da cậu râu rồi còn bên với cậu. Ôi, lỡ bàn quan người ta bự rồi sao? Còn cái râu là cơ đĩa của người ta tuyển đưa ra râu kỳ. Thì lấy bao uống lít luôn. Ôi thôi, phiền phức lắm, để em yên tâm có cách. Đợi xíu chị. Chả nước tới rồi ạ, à. Dạ. À dạ. Trời ơi. Xin lỗi chị. Ngồi ngồi đi chị. Xin lỗi chị. Làm cái gì vậy trời ơi. Để em dọn cho, Giờ hết đầm chị rồi. Trời ơi. Không biết là tại sao chị có nhiều lông và tóc thế. Trời ơi, chuyện là vậy. Kể kỳ quá hả? Thầy xã chị thích đàn bà nhiều lông chân đó mà. Để vậy cà cà ông nhộn ông thích. Dạ, em xin lỗi vì đã hỏi vào chuyện tế nhị. À chị ơi, trong nhà vệ sinh của tụi em có xà bông, có đầy đủ mọi thứ. Nếu như chị cần, em có thể đổi cho chị cái đầm khác luôn cũng được. Tụi em đem giặt ủi cái đầm cho chị, đền chị cái đầm khác luôn à. Mời chị. Làm người ta hết hồn à. Chê. Chê. Dạ, xin lỗi chị. Này, cái này không phải là con cú có gai bình thường nữa mà nguyên một cái giáp gai luôn. Em chưa thấy có con đàn bà nào mà nhiều lông chân nhất con này cũng phải đàn bà. Tao chắc chắn nó biến thái luôn. Cái gì nữa? Bữa tao cho mày coi camera mày nhớ không? Đúng rồi. Là cái con bé cái bà mà bị quay lén. Đó. Là có đứa chàng gì đi theo sau lưng mà. Quan trọng là giờ làm sao dạch mặt nó nè. Em có cách. Nhưng mà đợt này anh chịu khó chút xíu nha.
À, chào chị. Cười gì em? Không biết mà chị muốn uống gì hả? À? Ở đây mình có gì em? Xem cười, xem cười, xem cười. Em có sinh tố tất cả các loại mọi thứ. Đặc biệt là sinh tố có một món rất là đặc biệt. Dạ. Có cái chị cái gì mát mát nha. Dạ, dạ yên tâm. Chị đi vệ sinh cái. Dạ, dạ, dạ. À, nhà vệ sinh của em là chỗ giải thoát cho tất cả chúng sanh. Đi đi em ơi, chị giải thoát dạ, em đó. Dạ. Tóc hơi xù nha bà. Gì đâu giật mình, chị em mà. Hiểu lầm thôi. Ê em. Gì đâu em gái. Chị gái trong đó còn ngon quá trời mà sao không quay hết đi. Tao tha cho em. Tịch thu bằng chứng cho mày. Trả tao đây. Thái hồi. Tao đánh mày bây giờ. Mày biến thái hả mày? Gái con đứa con tao vô nhà vệ sinh chứ mà quay clip mày úp trên mạng vậy mốt dạ vừa phải rồi nha. Tha cho em nè. Tha cho em đi mà mày hận. Quán đâu? 3 ngày rồi sao không làm gì với tôi vậy? Đây, uy tín luôn. Bắt được rồi, đúng 3 ngày uy tín. À, thì ra là thằng này quay lén đúng không? Hèn chi cũng nhớ mang máng cái tóc dài dài này nè. Mày biến thái. Bỏ đi, bỏ không, còn một cú đó. Và từ đó là Hoa Mi không còn hot. Đừng có nên đâu mà. Thôi được rồi, đánh nhiều rồi. Bây giờ mới nhiều. Chị, đi theo tôi lên trên phường. Mày theo tao lên phường. Đi, khoan. Này, hai thay đồ đi chứ lên trên đó người ta bắt anh luôn á. Đi. Anh ơi, anh ơi. Em thả cho em đi mà anh ơi. Anh ơi, quên. Em vợ dạng lần thả cho em của anh ơi. Bây giờ mấy người tính sao đây hả? Cái quán này là cố ý đặt camera để quay lén trong toilet nữ đúng không? Chị tràn lan trên mạng đó kìa, bây giờ tính sao đây? Chị ơi, hồi nãy anh của em cũng có giải thích với chị rồi là trong nhà vệ sinh tụi em không hề đặt camera, chị có thể vô kiểm tra mà. Cái góc quay đó là góc quay của một thằng nào đó cầm điện thoại quay rõ ràng mà chị. Đúng rồi chị, cái góc đó là chỉ có biến thái quay thôi chứ ở đây quán em sao mà làm mấy cái chuyện đó được. Đúng rồi, mấy người đừng có chối, bỏ gì hết trơn á. Bây giờ tôi quay phim tôi bóc phốt mấy người lên mạng á. Bây giờ chị bình tĩnh lại đi. Bây giờ chị ít nhất cũng phải cho tụi em thời gian, cho anh em tụi em thời gian để tụi em điều tra.